Hello tất cả mọi người, như các bạn đã thấy trên màn hình, mình đã được mời vào Hogwarts và chúng ta hãy cùng bắt đầu cái series này. Và như thường lệ thì đây là cái tiết mục mà mất thời gian nhất trong tất cả mọi game các bạn. 5 minutes later. Kiểu tóc Hà Anh Tuấn các bạn. Oh wow. Thôi được rồi, chúng ta sẽ ăn mặc theo style Hà Anh Tuấn. Balance Gameplay Challenge. A demanding gameplay challenge. Thôi balance đi, healthy balance. Dù gì mình cũng mới chơi mà. First name Bảo, last name cái chảo. Có tên gì hay ho, coi tên lấy bản chất Hogwarts một chút. A few moments later. Đó, tên gì có vẻ bro rồi ha. Đặt tên tới nỗi mình không đọc được luôn. Witch or wizard? Một cái là phù thủy là witch, wizard là gì? Cũng là phù thủy. Thôi wizard đi ha. Ok wizard. Thôi witch đi ha. Ok witch rồi xong chốt kèo Star Juni. Yep. Trời, đang chơi game mà mình có cảm giác là Hà Anh Tuấn đang đang. Ok. Eleazar cơ. Oh. Có thể tên mình sẽ liên quan gì đó tới tên ông Eleazar. Ủa, xe tự chạy hả? Xe tự chạy hay là máy mình không đủ mạnh? Chắc máy mình không đủ mạnh đúng không? Trời ơi, nhục chưa? Đó, cái xe này kỳ lạ quá ha. Không có cái con gì ở đằng trước, mà đúng ra phải có con gì ở đằng trước đúng không? Mr. Osric is prone to flattery. Trời ơi đừng có cười, cười nhìn thấy ghê quá. Cười đừng nhe răng ra. Goblin Rebellion. Ôi trời ơi, rồng rồng rồng. Phải không? Một sinh vật gì đó có cánh. Vậy là cái xe nó bình thường hả? Tại sao mình thấy con này mà mình không thấy cái con kéo xe? Phát sáng. Có cái gì phát sáng? Ôi hễ để mắt của Hà Anh Tuấn nhìn. Sáng thiệt kìa. Ủa mở được luôn kìa. Ôi rồi. Tại sao cái xe lại không có gì ta? Hay là thực sự nó không có gì? Chắc không chết đâu hả? Mới vào game mà. Úi giời ơi. Dạ. Rồi xong. Vĩnh biệt cuộc tình. Ủa, biến phép gì đi chứ hả? Độn thổ. Akio hả? Akio là phép gì hả? Chết rồi, phải ôm lại kiến thức. Cho xin một miếng máu. Núp xuống là hồi máu. Trời ơi, sao mà nó giật đồng đồng vậy ta? Hay giảm đồ họa xuống. Lâu đi. À, rồi chắc vậy được ha. Apply. Sẽ sao không đạp được cái bụng này? Ý đạp bể được nè. R2 to become gì? R2 để bắn phép. R2. Hello. R2. Hello. Đó, đúng rồi, đó. Phép mạnh chưa? Tất nhiên. Use your camera to select an active target. Ghê chưa? Ôi trời ơi. Infinite mana. Up there, up where, up where. Chết rồi, móc đũa rồi.
ghê ghê ghê. Reparo. Ê, mình nhảy xuống đây mình có chết không ta? Thử ha. Thử không? Thôi. Thôi quay lại thử đi. Almost there. À không, không có nhảy được. Trời ơi, chán ghê. Cái này mà trong Elden Ring là chết ngắt rồi. Chú. 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 The minimap shows your surroundings. Là đi đi theo mũi tên vàng. Ok. Not that. Rồi làm sao? Leo lên hả? Không có leo lên được. Tào lao quá. Phá nhà, phá cửa không? Phá được không? Nè nè. Nè 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 nè. Thôi được rồi vô. Ủa rồi ông kia có đi theo không vậy? Không hả? Ông thì mình đi vô. Ủa đâu ông kìa? Phát biểu, thầy ơi. Rồi investigate. Wake the goblin. Wake the goblin. I mean, this would be fun, but no. Hello. Vậy. Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng. Nắng cùng em hát và cùng chơi múa vào. Ủa mà hồi nãy nó đang kêu là Goblin Rebellion đó mà. Nó đưa tỉnh queo vậy ta. Ủa, tàu lượng siêu tốc. Look around. Look around. Trời ơi, đã ghê. Chóng mặt vãi. Woo! Trời ơi, cảm giác mình. Woo, trời ơi. Trời ơi, khi nào mới có trò trò này ở ngoài đời thật. I wonder if you might. The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Lát đấy. Steady your wand with L and guide along the symbol path to learn the spell. Vậy. Rồi như vậy. Ý ơi, chết mẹ. Revelio. Ấm bà là xì bù. Thấy gì vậy không? Chưa kịp thấy nữa. Vậy chắc đủ gần hả? Đủ gần. Revelio. Oh. Giải phong ấn. Làm sao để học được phép chiếu sáng? Có học không? Phép đó có học được không? Lumos. Rồi đụng nó hay gì? Giải phong ấn tiếp. But only as a reflection in the floor. Revelio, huh? Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. Perhaps you should cast Lumos. Ý rồi học. Lumos. Hay quá. Tự chiếu đèn được rồi. You have acquired the one lighting charm Lumos. R2 tam giác. Trời ơi sao khó quá vậy. R. R là bên phải. Tam giác. Well done. Nè em coi nè. Mình phải đứng ở đây. Đúng rồi. Ôi trời ơi. Quánh lộn. Ê giống cái phép gì của bà. Ôi Protego. Ôi trời ơi. Rồi mình làm gì? Ok kìa. Không thấy đường. Không, what the hell, I know. Ủa
Dẫn hoài. Dẫn hoài. Lùi ra trời ơi, pháp sư không chơi cận chiến được. Giỡn. Đừng có Lumos giờ này. Hết chưa. Rồi, biết. Ê. Alo. Alo. Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Chết rồi. À, đây có mấy cái gì đây đúng không? What's happening? Oh, lại là phong ấn. That's where they're leading me. That glow again. Rồi lại quánh lộn tiếp hả? Ok. Revelio. Ok game. Giỡn nè. Protego. Gone. Holding tam giác khi dùng Protego sẽ stun với Stupefy như là một đòn counter. Trời ơi. Nó có vẻ nhức não tới nơi rồi. Stupefy. Ây da, no. Sao mà chưa kịp đỡ nữa nó đã bay lại rồi. Stupefy. Ê, đánh thằng này không đánh. Stupid ý. Lộn tiệm rồi, trời ơi, hệ thống target. Làm sao để hồi máu? À không, nó tự hồi nè. Ủa, alo. L3 to spring. Vậy. Ủa, L3, à là vậy hả? Là làm trò này tiếp. Yo. Có cần Lumos không? Revelio. Không có quần què gì hết. Có cái gì ở đây nè. Ơi, nãy mình thấy cái rương. Ý, đúng ra phải chạy vòng vòng. Ôi, lụm bao tự nhiên luôn trời. Hello. Đổ giờ. Ấp mặt. Hết một. Ồ. Bác là ai ấy? All is in place. The portier is well hidden. Basivo Charles Rookwood. Rackham. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can.
Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Ôi vậy là ma pháp cổ xưa gì ở trong đây. Iran Rock là cái ông nổi loạn đúng không? Rồi tụi này cùng băng đảng với nhau hết mà. I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Rồi tay không luôn hả? Không cần đũa gì hết trơn. Bỏ chạy chứ làm gì? Ngon nhào vô. Ủa đâu? Ủa chợ? Ủa gì cũng yếu xìu vậy trời. Thôi bỏ chạy lẹ. Chạy lẹ chứ ơi. Vừa kịp hả? Tèn 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 tèn. We have a sorting ceremony to get to. Từ đây đến đó có quánh lộn nữa không nhỉ? Không. Tèn 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 tèn. Trời ơi, cái quân què dĩ dây ba. Hogwarts. Nãy giờ tutorial thế hả trời. Tutorial. Giới thiệu mà cũng tốn não dữ thần. Với lại cái combo Protego Stupefy. Protego xong phải giữ luôn nút tam giác. Ừ. Mà thường có xu thế là không phải xu thế, thường có cái phản xạ Protego xong bỏ luôn nút tam giác là không có stupefy được. Vừa mới vô là sinh viên năm thứ năm, trời ơi, không thể hiểu được. Professor Black. Nhắn hả? Không có đông. Nhắn que. Rồi phán xét đi. Nó. A bit older than the others, aren't you? Dạ đúng. You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I cannot wait to start classes. Explore chứ gì ngồi học, hay là ngồi học đi cho dễ. Explore hả? Start classes. Cái nào kiếm được nhiều phép hơn? Này đi hả? I detect something in you. A certain sense of... What is it? Phán đi chứ tự nhiên hỏi ai biết. Daring, curiosity, loyalty, ambition. What the hell do... Mình thích cái gì nhỉ? Ambition. Lười lắm. Daring hả?
Curiosity, loyalty. Có này được nè, liều mạng. Cái này phải dịch là liều mạng. Loyalty hả? Không đâu, nghe chán. Ambition trên giấy tờ không à. 1.2 này. Tò mò và liều mạng. Chẳng nào. Ngồi lớp học mà liều mạng là làm gì ta? Ôi trời ơi, bất đồng quan điểm quá giờ. Daring đi. A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart. Exceptionally daring. Undaunted by the unknown. Willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. Ê, Gryffindor nè. Ê, hay vậy. Xếp luôn đi. Rồi, vô Gryffindor. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Đi ngủ chứ làm gì. Ủa, đi ngủ thiệt. Ok, ngủ dậy. Y đầu xịn quá nè. Đồ bạo xịn luôn. Hello. I don't know what I'm doing wrong. I'm sure you will get it. Sao đứa nào cũng mặc như cái rổ vậy ta? Cái này là do chỉnh đồ họa đúng không? Có mặt mình là được chỉnh filter. Revelio. Ok. Ủa mà sao biết để làm cái đó là mình luôn luôn phải Revelio. Luôn luôn phải làm vậy hả? Trời ơi. Ý, Revelio nè. Revelio. Ủa, từ, im lặng. Alo. Không có gì hết hả? Mới nghe nó tinh tinh gì á. Quest ở map. Trời ơi sao mày nhiều chữ quá vậy. Học. Professor Hecate. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso. A levitation charm. Levioso. Oh. A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Dày. Xong rồi. Dày. 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 Rồi. Levioso. Levioso. Unblessable. Ghê chưa? Để Mỹ thể hiện. Let us begin with a basic cast. Basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Này nút A phải không vậy? Không phải. À phải bấm R2 rồi mới O được hả? What's the now, basic cast. Thủ thế, thủ thế. This should be easy. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy a lively duel. Let me go.
Úi giời ơi, cái gì vậy? You give as good as you get. Yeah. Trời ơi, sức cười, mắc cười quá. Ủa, đau ổ gì kỳ em lùm lá vậy? Sao ở đây nó lại có cái rương gì nữa? Đấy hả? Này nhà vệ sinh mà. Ceramic mask. Yo, quest. Behind you, there is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Bombier. Welcome to year 5 of Chant. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Accio. Accio. That is not bad. Nó non-verbal cast đúng không? Hay là không có thần chú để đọc? Non-verbal là không đọc thần chú. Khi dùng Summoning Charm, Accio sẽ kéo mục tiêu lại. Accio. Rồi làm gì? Release. Rồi hiểu rồi. Mất nết. Excellent control there. Dẫn hoài. Rồi à, Accio này đúng không? Tới màu vàng nữa. Yeah. Ôi giời đất ơi. Ủa sao nó không giống hồi nãy? Ôi mất nữa. Mình có thể đẩy cái trái banh đỏ này ra ngoài không? À, như vậy thì nó như vậy thì mình sẽ được điểm. Shut up. No. Ý vậy mà cũng năm chọc kìa. Xàm. Ủa sao nó làm vậy được trời? Shut up. Ôi tào lao. Đó khó hiểu ghê, có lúc nó chạy muốn đi luôn mà còn có lúc nó không vô.
hơi buồn ghê. Mình phải kéo được cái trái này nó ra luôn. Ghét quá. Not good. Ủa bên kia không bị trừ điểm. Nè cái này mới là. Vậy là hồi nãy vô vô lộn nha. Ôi bây giờ mình mới để ý đây là nam các bạn. Còn đây là cái hình của nữ. Ok game. Ok game. Oh no. Ok, chắc là mình sẽ dừng video tại đây các bạn. Đó là cuộc hành trình đầu tiên ở Hogwarts với hai phép mới. Không, với một đống phép mới, mà hai phép gần nhất là Leviosa và Accio. Rồi, còn bây giờ thì chắc sẽ dừng ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye.